20 Thái Nguyên chào tất cả các hữu nha. Và bây giờ là buổi trời hôm nay nó không nắng đẹp như mọi ngày. Tuy nhiên em phải quay sớm, tại vì là có một bác ấy mấy ngày hôm nay, 3-4 ngày hôm nay anh em nhắn tin với nhau rồi. Thì bác ấy có chọn được một mẫu xe trong cả một dàn Kia K3000. Thì có chiếc xe Kia K3000 đời 2011 đây, biển 29C04720, là chiếc xe mà bác lựa chọn. Hôm nay thì bác ấy bảo quay sớm cho bác ấy. Bác ấy được thì bác ấy chuyển cọc và ship vào trong Thanh Hóa cho bác ấy. Ok là chuyện đến nơi bác chỉ nhận xe và giao lốt số tiền còn lại thôi. Thì em sẽ quay chi tiết cả phần thân vỏ, phần máy. Thì đây là chiếc xe Kia K3000. Thì chiều dài thùng của em nó là 3m4. Bác ấy bảo là bác tư vấn cho bác ấy lên mua dòng Kia K2007 chạy thụt hay là K3000. Tại vì bác ấy chở hàng thì nó cũng không nặng lắm. Tuy nhiên là cái chiều dài của cái khuôn thép của bác ấy là dài hơn 3m, tầm gần 4m cơ. Cho nên là với cái tầm tài chính hơn 200 một xíu thì bác có thể lựa chọn mẫu xe như thế này. Thì cái thùng nó ít nhất nó cũng phải dài hơn Kia K2007 được 20 phân. Và nếu bác có chở lặng thêm tầm 3 tấn 4 tấn thì khả năng cõng tải của chiếc xe này thì ok hơn rất là nhiều. Bởi đơn giản là cái hệ thống treo của chiếc xe này thì nó chạy bằng nhíp trước nhíp sau. Đấy, hoàn toàn có thể nâng cấp độn thêm các lá nhíp để chở quá tải nó tốt hơn. Đây, nhíp đây, lại gần hơn nhá. Em quay bằng điện thoại cho nên là nó không có chống rung. Với độ led thì em nghĩ là độ led thì ok, nhưng nó hơi rung thì một chút thì các bác thông cảm. Đấy, quay sớm luôn, trời đang mưa. Bình thường là em cứ để đợi trời đẹp, đánh ra một chỗ nó thoáng một tí nó quay cho nó đẹp. Nhưng tuy nhiên là đây, hôm qua vừa đi ăn rằm về thì ngày hôm nay tranh thủ cũng hứa với bác là mấy ngày rồi thì quay luôn cho bác. Đấy, đây tất cả nhá. Sơn thì đời này thì đã sơn tỉa rồi, sơn tỉa đánh bóng rồi, đã sơn tỉa đánh bóng rồi. Đấy, như phần này là sơn tỉa đánh bóng rồi. Nhưng tuy nhiên anh em yên tâm một điều là cam kết là không đâm va nhá. Đây anh em có thể, các bác có thể gõ này, không có một tí bả mà tít nào nhiều. Đấy, đây là tất cả phần gọng này vẫn là nguyên, kính vẫn là còn zin. Đấy, cam kết là 100% là không đâm va nhá. Hai cái gọng này vẫn còn nguyên này. Đấy, kính vẫn còn zin này. Cửa keo chỉ cột kèo vẫn còn nguyên này. Đó, nội thất thì nó cũng không có gì nhiều. Có một cái đài này, một cái khóa khiển và được bọc ghế ra rồi. Và nếu bác thích đẹp hơn thì có thể là đầu tư phần trần 3D nữa, tầm 800.000. Đăng kiểm chiếc xe này thì cũng dài anh em ạ, đến tháng 1 năm 2022 cơ. Đấy, tất cả phần diềm thùng này vẫn còn nguyên đinh bấm nhá. Và đây là phần sàn sóng, còn sàn sóng này. Đấy, chờ vào đây cũng không có gì, có bả thì ma tít tí nào đâu, chờ không mọt mẹt gì đâu. Đấy, chỗ này thì nó xước sơn thì đây, đấy, dán vào cho nó đẹp thôi, không có gì cả. Đấy, lốp thì còn tương đối mới, lốp trước là lốp bố thép nhá, lốp sau thì còn được khoảng 60-70%. Rồi, mình cứ đi hết phần thân vỏ, sau đó là mình đến phần máy. Thùng thì đã được lót sàn inox rồi. Đấy, nó tiện được cái là lót sàn inox rồi. Đây, đã tiện lót sàn inox rồi. Trước đây chủ chở hoa quả thôi. Các bác có thể nhìn thấy tất cả những mấu để buộc dây này, chở hoa quả. Đấy, qua 5 tháng thì chiếc xe này thì những phần bửng đít thì như thế này thì cũng đã lùi đâu đó vào tường hay vào mô đá hay mô đất thì cũng đã móp một tí rồi, nhưng không ảnh hưởng về kết cấu xe. Tất cả những cái thành tôn thành này là được làm bằng lốc. Đấy, anh ơi, là em đấy, máy nhá, máy rất là chất. Rất là nhiều bác hỏi là, và bác ấy cũng hỏi là máy có zin hay không, để
em quay chi tiết cho bác ấy. Đời này thì không quan trọng là zin hay không, quan trọng hiện tại nó còn tốt hay không. Đấy, con này thì lắp dàn cò thì đã được là tháo ra và vệ sinh rồi, bôi keo rồi đây. Còn máy thì em nghĩ là máy nó cũng không còn zin nữa, nhưng mà hiện tại thì nó không hề. Đây nhá, mở cái lắp nước ra cho anh em xem nhá. Anh ơi, mở em lắp nước ra cho. Con này hiện tại thứ nhất là màu da máy còn sáng này, thứ hai là nghe tiếng máy nó không có cái tiếng sắt gõ của piston, và thứ ba khi mà mở cái lắp bình nước ra thì không có hơi thừa nhá. Đấy, không hề có hơi thừa, không hề có khói thừa thì đúng hơn. Đấy, được chưa? Da máy rất sáng nhá. Đấy, tất cả cua lốp thì không bị mọt, cũng như chống ồn thì anh em có thể nhìn thấy là rất là đẹp, không bị rách quá nhiều qua năm tháng, và được lắp điều hòa rồi. Đằng trước thì vì là họ ngày xưa họ chở nó nhẹ nhàng cho nên là nhíp thì nó chưa độn, vẫn là nguyên bản 7 lá. Đấy, chở rau thì ngày xưa thì nó cũng không nặng lắm. Đấy, rồi những cái phần đây anh em có thể thấy rằng sắt xi, quan trọng nhất là sắt xi này không hề mối mọt này. Có điểm nào nhỉ, tìm những cái điểm nào mà nó xấu thì review luôn cho anh em, để anh em biết là xe nó thực tế như thế nào. Đây, đây cái phần này thì nó hơi xấu một tí, tại vì nước khi mà nước có thể rửa là nó có thể đọng xuống, nó hơi xấu một tí thì em cũng dán lại rồi đấy, và có sơn chống rỉ luôn cho anh em yên tâm, không sợ là sau một thời gian dụng ma tít ra là không có. Anh lật hộ em xuống một tí đó, thì đấy, quay luôn cho anh em, cũng hứa với anh em là mấy ngày hôm nay rồi quay luôn cho anh em. Và các bác có nhu cầu về những chiếc xe này thì cũng cứ alo em còn rất là nhiều xe. Còn đây là ngày hôm nay dành riêng video clip này cho bác Alex Sanje trên Zalo. Ok, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em.